Em Vũ Duy Auto xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Vâng, như đã hứa từ chiều hôm qua, một chiếc xe mới nhập về cửa hàng Kia Carniva, hay là cũng gọi bây giờ đang có mặt tại thị trường là Kia Sedona, một chiếc sedan MPV rất là mẫu MPV rất là đẹp luôn. Thì tại cửa hàng Vũ Duy Auto mới về một chiếc bản GS sản xuất năm 2008 rất là đẹp. Sơn si rất là đồng đều, một chiếc xe có không gian nội thất rất là rộng. Chiếc xe mang chiều dài tổng thể là 4m9, chiều ngang 1m6 và chiều cao là 1m7, khá là to, đầm, chắc. Nội thất khung gầm của chiếc xe thì cũng khá là ok luôn, rất là chắc chắn luôn đấy các bạn nhé. Chiếc xe thì đã được gắn camera lùi, camera hành trình. Rồi cảm biến quanh xe, cảm biến đằng sau, cảm biến đằng trước, tránh va chạm rất là an toàn và yên tâm. Một chiếc xe xế sang hạng tiền tỷ, nhưng mà bây giờ ở Vũ Duy Auto chỉ bán với cái giá là chỉ có 210 triệu đồng thôi. 210 triệu đồng là mua ngay được chiếc xe biển số 53, biển số khá là đặc biệt. Vâng, có rất nhiều người là quan niệm cái số 53 là số xấu, nhưng em thấy rằng nó cũng không đến nỗi lắm. Và chiếc xe thì cũng khá là đẹp, ổn luôn. Đương nhiên là những ai thì hiểu thì người ta mua về rồi sang tên bấm biển thì cũng đơn giản thôi. Chiếc xe đã được gắn camera cảm biến 360 độ rồi, cũng rất là tiện lợi. Kết hợp với màn hình Android giải trí, rồi định vị, rồi rất nhiều chức năng tích hợp trên một chiếc xe. Đấy. Giá nóc của chiếc xe khá là ok, giá nóc rất là đẹp và chở được rất nhiều đồ. Với những gia đình mà hay thường xuyên đi lại rồi dã ngoại rồi đi đây đi đó thì đây là một lựa chọn khá là lý tưởng. Vì tại sao? Chiếc xe nó khá là rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Với ghế lái thì chỉnh điện và với ghế đằng sau thì có thể xoay bản cửa lùa, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn và đảm bảo cho các bác là không gian nội thất thì không chê đâu được. Đấy, nội thất sử dụng cửa ghế da nguyên bản, ghế da zin từ 2008, ghế da tương đối khá là đồng đều, đẹp. Đấy. Nội thất trần nỉ thì cực kỳ sạch sẽ luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn trần nỉ rất là sạch luôn. Đó. Còn đặc biệt là các cái phần cửa trượt thì các bác nhìn này, những cái phần dễ hàn mục nhất thì đây nó đẹp như thế này mà, gần như là xe mới luôn. Đấy, đinh hàn, đinh tán vẫn còn nguyên. Đấy. Một chiếc xe rất là chất luôn. Và thưa quý vị các bạn, là với cái giá chỉ có 210 triệu đồng thì đây là một mẫu xe khá là rẻ so với thị trường. Đấy, các bác có thể nhìn. Điểm cộng của chiếc xe là không gian nội thất rộng rãi, thoải mái. Vâng, với chiếc xe thì cũng nặng xít xoát 2 tấn. Thế nhưng mà đúng là điểm trừ của chiếc xe là vì phải với cái khối lượng như thế nên là chiếc xe sử dụng máy xăng là 2.5, cũng khá là khỏe khoắn, số tự động rất là dễ dàng sử dụng. Nhưng mà đây cũng là một điểm trừ đối với các cái bác mà hay để ý đến xăng dầu. Vâng, nó mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây, cũng khá là tiêu tốn. Thế nhưng mà bù lại thì ta có một sự sang trọng kết hợp với điều hòa hai vùng rất là mát lạnh luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác sẽ có thể nhìn keo chỉ rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất ghế da của chiếc xe thì cũng tương đối khá là ok, rất là đồng đều, ghế da thì vẫn còn rất là đẹp. Con này thì rất là ít đi và theo order thì đi là 10 vạn. Thế nhưng mà cái này thì em cũng không để ý lắm. Chủ yếu là máy hiện nay rất là chất luôn, êm, chắc. Đấy. Không gian đằng sau cũng như đằng trước rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Cái ghế xoay thì tí nữa em sẽ cùng quý vị các bạn xoay chiếc xe này để mà cùng xem. Đấy, cửa lùa, cửa nước các thứ là hoạt động hoàn toàn ok. Ta đi sang bên kia, lùa tiếp bên kia cho nó sáng. Không gian của một chiếc xe rất là rộng rãi luôn, một mẫu xe MPV rất là đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn cửa lùa rất là chắc chắn luôn. Và các cái bản cửa lùa này của chiếc xe này nó rất là đẹp luôn, vẫn còn rất là mới nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, hàng chất luôn. Đấy, keo chỉ của cửa lùa đây cũng rất là đẹp và cửa thì đóng mở êm chắc luôn. Đấy, khóa chốt các thứ là nó rõ ràng luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tay nắm rất là chắc chắn. Đấy. Chiếc xe thì nó có hẳn 3 màn hình cơ, hai màn hình này, nhưng mà hai màn hình này thì hiện nay là cũng không dùng rồi, cũng ít sử dụng. Thế còn đây, bản là khung cột này, đấy các bác nhìn cột này, sơn si rất là đều và đẹp luôn đấy các bác nhé. Đấy, hàng hiếm luôn. Vâng, những ai mà yêu thích những cái dòng này thì đây cũng là một cái lựa chọn khá thú vị cho quý vị các bạn. Đấy, tappy thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, cái điện đóm thì đầy đủ, cái này thì em phải bật khóa điện lên.
Đấy. Điện đóm rõ ràng đầy đủ luôn. Đấy các bác có thể nhìn, kính các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường, ok nhá các bác nhá. Con này thì có cả chốt chốt kính này, rồi khóa kính này. Gương kính thì điều chỉnh điện nhưng không cục xè cho các bác nhé. Đây con đây. Bản lề này. Đấy. Bản lề rất là đẹp luôn. Cột kèo này. Đấy. Kéo chỉ thì khá là ok. Đấy. Cột rất là đẹp. Rồi răng cao su. Đảm bảo các bác không chê được một tí gì luôn. Trừ mỗi là hơi tiêu tốn nhiên liệu một chút, thế nhưng mà bù lại là sự tiện lợi và an toàn. Thế đấy thì các bác biết rồi. Đấy. Thảm trước các thứ ở đằng sau cũng khá là rộng rãi, không gian cho người ngồi đằng sau khá là thoải mái. Đấy, và bây giờ thì em sẽ thực hiện là quay cái ghế này để cho các bác cùng xem. Rồi, một tay không ấy được, em sẽ quay trước rồi quay cho các bác xem. Nó có cái chốt ở dưới thì nó cũng hơi cứng một tí, các bác cũng thực sự là thông cảm. Đấy, cái này bị vướng ở đằng trên, mình sẽ phải chỉnh ghế điện, và ghế điện thì hoạt động vẫn ok nhá các bác nhé. Đấy, ghế điện vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, và ta xoay cái ghế này. Đấy, xoay phát chốt ok ngay. Đấy. Ghế rất là rộng rãi luôn. Nếu mà xoay cái hàng ghế này ra thì rất là rộng. Đấy, trần này, điều hòa hai vùng. Đấy các bác nhìn nhá. Hai bên sườn luôn đều có điều hòa. Nên là cái con này thì cực kỳ mát luôn. Khi mà ngồi chiếc xe này thì không bao giờ phải biết cái chuyện nóng nước này bây giờ. Điều hòa mát lạnh cực kỳ, mát rất sâu. Đấy. Bản lề rất là đẹp luôn. Hàng chất rất là đẹp. Đấy. Cái này mực tay nó hơi khó. Mà vì phải mở cái đầu kia. Nên là đấy các bạn cũng thực sự là thông cảm. Ghế quay lại cái là có một mâm rất là đẹp luôn. Có thể là ngồi 4 người, ngồi ở đây thì rất là sang trọng. Thực sự thoải mái, bàn chuyện làm ăn cũng như là làm việc rất là tiện dụng. Đấy. Không gian rất là rộng rãi luôn. Một chiếc MPV cực kỳ rộng rãi, thoải mái, tiện lợi. Đấy. Chỗ này thì túi khí cho người ngồi lái này, à ngồi phụ này. Đấy, học đồ này, học đồ trên này. Đấy, học đồ dưới này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Điều hòa điều chỉnh ba hai vùng. Đấy, các bác nhìn nhá. Điều hòa đây, AC rồi các cái chỉnh nhiệt độ. Còn cái này là màn hình chế thêm, màn hình Android chế thêm. Cái này thì nó có sẵn định vị rồi các bác nhá. Có gắn sẵn SIM 4G rồi, rất là tiện luôn. Các bác nhìn này, em định vị phát cái là nó sẽ hiển thị luôn là ấy ở đâu. Cửa đang mở nên là nó đang báo tút tít rất là nhiều. Đấy. Em định vị luôn em đang ở đâu đây, các bác nhìn nhá. Màn hình cảm ứng luôn. Đấy, em cũng vẫn là ở Quảng Toan thôi. Đây, các bác nhìn này, định vị rõ ràng luôn. Xe cộ mình đang ở đâu. Đấy, rồi các cái chức năng tiện ích nét Navi, Navitel này cũng rất là tiện. Rất nhiều chức năng tích hợp. Đấy. Cần số thì cũng khá là sạch sẽ, đẹp đẽ và có nút OD khi mà ở những cái vùng mà mình cần moment lớn để vượt mọi địa hình thì đây là một cái nút rất là tác dụng luôn. Cần số cầm rất là chắc chắn. Đấy. Con này thì sử dụng phanh chân đấy nhá các bác nhá. Phanh chân này. Đấy. Chứ không sử dụng phanh tay như ở các cái chỗ này. Thế nhưng mà cái chỗ này thì nó bù lại thì nó có một cái giá để đồ chén nước, nước các thứ là rất là nhiều. Tiện lợi khi mà đi xa thì sẽ rất là yên tâm. Đồ đạc. Còn đây là học để đồ. Tẩu xiếc các thứ này. Cổng sạc này. Đấy, rất nhiều cái chỗ để đồ luôn. Đấy, học đồ dưới này. Nói chung cái dòng này thì nó nhiều chỗ để đồ lắm. Chai nước này. Đấy. Các bác có thể nhìn. Thế còn cái này thì khi mà mình bóp vào cái mình gập xuống cái này nó lại có một cái không gian rất là rộng ở bên cạnh người lái luôn. Đấy. Nói chung là người lái thì rất là thoải mái, không vướng bận gì cả. Trên này nó khuyến mại hẳn hai cái chỗ để kính luôn. Đấy.
hai chỗ để kính tiện lợi luôn. Đấy, không nhìn nhá. Đấy, còn đèn rất là sáng. Đấy. Nói chung là các chức năng thì khá là đầy đủ cho một mẫu xe gia đình, rộng rãi, thoải mái, học đồ này. Đấy, rất nhiều chỗ. Cái này thì hệ thống âm thanh loa Hàn Quốc thì của nó thì rất là chắc rồi. Đấy, rất là yên tâm. Đấy, kính trước các thứ, cái gương chiếu hậu. Đấy, còn kính thì đã được dán phim cách nhiệt toàn bộ tất cả các cái kính đằng sau rồi. Đấy, không gian rất là rộng rãi, thoải mái. Giá nóc này rất là đẹp luôn. Cửa thì bóp rất nhẹ nhẹ. Và đây camera lùi nha các bác nhé. Camera lùi của chiếc xe này. Đấy. Chiếc xe thì được gắn sẵn cảm biến lùi đằng sau, rất là yên tâm, tiện lợi. Đấy, an toàn. Đấy. Thế còn không gian để đồ đằng sau thì khá là rộng rãi, có những cái móc treo túi. Móc treo túi đây. Thế còn đồ đạc các thứ thì ở sàn rất là rộng luôn đấy các bác nhé. Đấy. Học nhất à. Đấy, học đồ này, nước lôi các thứ là có hết ở trong này. Đấy. Nói chung là một mẫu xe cũng khá là ổn luôn. Đấy. Còn cái này khi mà mình gạt cầm lên thì là có thể đẩy hàng ghế lên trên. Đấy. Ghế nó lên luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, ghế nó tự bật lên các bác nhé. Đấy, ta lại còn đẩy được rất nhiều đồ luôn. Đấy, nói chung ghế các thứ của nó là rất là ngon. Đấy, thế xong rồi. Các cái cửa lùa này, kính điện này, nâng hạ các thứ là nó có hết ở đây. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, kính này. Cái này mình phải mở bên kia cơ. Thì mở khóa điện này. Đấy. Khóa điện lên. Để đóng kính. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy. Đấy, cửa đấy, lùa đấy thì là nó sẽ mở ra thì rất là sáng sạch sẽ luôn. Đấy. Kính cỡ các thứ thì rất là đẹp nha các bác nhá. Các bác nhìn. Kính rất đẹp luôn. Chi tiết keo chỉ thì không thể chê được. Chi tiết nhiều quá rồi. Bây giờ ta chuyển đến khoang máy. À, gầm bệ nhá. Gầm bệ các bác nhìn. Gầm bệ này, rất là đẹp luôn này. Sắt xì, sắt xưa các thứ, thẳng căng nét lừ luôn. Đấy. Gầm bệ này các bác nhìn này. Khung gầm rất là chắc chắn luôn. Bình xăng dưới. Hàng chất nên là gầm bệ nó rất là chắc. Đấy. Rồi, bây giờ ta đi khởi động động cơ. Đấy, đề phát là lên ngay nhá các bác nhá. Đề phát lên ngay. Máy rất là êm. Tua về chỉ có 600 vòng phút thôi. Đây là cái cảm biến dừng đỗ. Đấy. Thế còn xe thì mở nắp capo thì đấy, mở đây. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Bốn quả lốp của chiếc xe thì cũng khá là mới, sạch sẽ. Bầu đèn này, các bác nhìn này, đèn đóm này sáng trang luôn. Đèn đóm rất sáng luôn. Đấy. Sử dụng đèn công nghệ halogen thôi. Đấy, nhưng mà rất sáng và có cả cảm biến phía đằng trước nữa. Cảm biến va chạm phía đằng trước. Đấy, rất là tiện lợi. Lốp lắp thì cũng tương đối. Con này thì sử dụng vành 15, lốp 2 15 70. Và vành la răng của chiếc xe là vành la răng 7 chấu của hãng Kia. Lốp lắp thì nói chung cũng tương đối thôi, không có gì cả. Đấy. Lốp dưới này cũng khá là mới, lốp Hàn Quốc cũng khá là mới. Đấy. Nó sạch sẽ. Gầm bệ đây, tiện cho các bác xem luôn gầm bệ. Đấy, các bác nhìn gầm bệ nhé, rất là sạch sẽ luôn. Gầm bệ rất là ok. Đấy. Mặc dù là cỗ máy 2.5 nhưng mà tua thấp, rất là êm. Thế nên là khả năng tiêu tốn nhiên liệu của chiếc xe cũng khá là nhẹ nhàng. Lốp này em thấy, các bác nhìn lốp rất là đẹp luôn, lốp Hàn Quốc đẹp tuyệt vời. Cua lốp cũng khá là ổn. Cua lốp lốp dày bình bịch luôn nữa các bác. Đấy. Con này thì nói chung là một chiếc xe cũng khá là an toàn. Con này sử dụng động cơ V8
V6 24 van xả nạp. Đấy. Cam kép. Qua cam này. Đấy. Cam tứ. Vâng, đấy các bác có thể nghe. Động cơ máy chạy rất là êm. Đấy. Cam kép. Đấy, các bác nhìn cam rất là máy chạy rất là êm luôn, chắc chắn. Đấy, các cái phần làm sóc này, rồi khung gầm này, các bác nhìn khung sườn trước này. Rất là đẹp luôn. Đầu đều. Đấy. Răng trước này. Đấy. Số khung thì các bác nhá. Được rồi. Keo chỉ thì không phải nghĩ ngợi gì luôn, keo chỉ rất là nét. Thảm chống nhiệt này. Keo chỉ nét lăng căng luôn. Đấy, máy thì chạy khá là êm. Chất lửa luôn. Không rung. Mặc dù cỗ máy ấy nhưng mà nó không rung một chút nào luôn. Đấy. Máy chạy khá là êm ổn luôn. Ắc quy Amazon thì khá là khỏe. Đấy. Đây là cục phanh ABS an toàn của chiếc xe, cục phanh xịn sò. Đấy. Cục phanh rất là an toàn đối với các cái dòng xe cao cấp. Còn bộ làm mát của chiếc xe thì chưa làm việc vì máy chưa nóng quá. Làm mát rất là tốt luôn. Đấy, chỉ chống bằng 2 ti thôi. Thế nhưng mà nắp capo thì khá là êm. Máy thì khô luôn các bác nhé. Máy khô ráo luôn, sạch sẽ. Đây các bác nhìn. Cầm máy. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Vũ Duy Auto tại Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Kia Sedora sản xuất hay là còn Kia Carniva 2008, lăn bánh lần đầu, đăng ký lần đầu năm 2009. Một chiếc MPV khá là rộng rãi, tiện lợi, hiện đại, sử dụng rất nhiều tính năng an toàn, hiện đại và với cái giá thì cũng khá là mềm dẻo, chỉ có 210 triệu đồng. Là được ngay một chiếc xế sang rồi. Vậy những ai muốn thử cảm giác xế sang, muốn sự tiện dụng, đặc biệt là cái biển số thì khá là đẹp này, thì hãy alo ngay cho em. Con này hạn đăng kiểm đến tận tháng 1 năm 2021. Đấy, một hạn đăng kiểm khá là dài, máy móc thì êm chắc, ít hỏng vặt. Dòng xe của Hàn Quốc thì các bác thực sự là yên tâm. Một chiếc xe rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Và nhớ đừng quên là đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ giúp Vũ Duy Auto để mọi người có được những chiếc xe tuyệt vời nhất. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn.